Dạ em xin kính chào quý cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Cuộc Sống Đà Lạt của em nha. Hiện tại là em đang đứng ở trên đầu một con hẻm, đó là căn hẻm số 36 đường Triệu Việt Vương. Kính thưa cô chú anh chị và các bạn ha. Và đi theo cái hướng dốc này thì chúng ta đi về hướng con đường An Sơn. Dạ thì hôm nay thì em sẽ chia sẻ cho quý cô chú anh chị và các bạn một vài hình ảnh của con đường An Sơn. Để cho quý cô chú anh chị và các bạn cập nhật được tình hình của con đường này ngày hôm nay thì thay đổi như thế nào. Và cũng nghe nói là con đường này dạo này cũng rất là khác ngày xưa, rất là nhiều, thay đổi rất là nhiều. Và bây giờ em xin kính mời cô chú anh chị và các bạn cùng lăn bánh theo em để chúng ta cùng nhìn lại cái con đường An Sơn và căn hẻm số 36 ngày hôm nay, xem ngày hôm nay thì có những gì thay đổi không nha quý cô chú anh chị và các bạn. Và trước khi đi thì em cũng không quên là kính chúc cô chú anh chị và các bạn có thật nhiều sức khỏe, luôn luôn bình an trong cuộc sống và luôn gặp nhiều điều may mắn và hạnh phúc nha. Dạ, đây có những cái bảng treo trước đầu đường nè, khách sạn, cà phê, số 39 đường An Bình, hẻm 36 đường Triệu Vương, phường 3 thành phố Đà Lạt. Chúng ta đi vào 100m, cà phê một mình. Ở đây có cho thuê xe máy nè, đó. Các cái khu thung lũng An Bình, số điện thoại. Và đây có quý cô chú anh chị nào mà có muốn thuê villa thì liên hệ theo số điện thoại 0943 164707 nha. Dạ. Dạ rồi. Bây giờ chúng ta cùng đi vào con hẻm này nha. Phía trước đây thì quý cô chú anh chị và các bạn thấy có một cái cây cây này gọi là cây dông nè. Đó. Nhìn cái tán lá nó như cây bồ đề. Dạ đầu đường thì bên phía mé phải của em thì có một cái khu mà để vật liệu xây dựng gạch này. Ở trên đồi kia thì khu villa An Sơn đó. Đó, có các cái nhà villa đó. Hiện tại bây giờ thì có những cái villa thì đang bán đó. Đây cũng có một con hẻm này. Đó, chúng ta đi xuống cái khu vực thung lũng. Ở đây rất là đẹp quý cô chú anh chị. Có như những cái villa, những cái biệt phủ này. Dạ. Đó, rất là đẹp luôn. Số 36/5 đường Triệu Việt Vương. Ở đây xây cái bờ ta ly cao quá. Họ làm cái nhà cao thiệt. Dạ đây. Hôm nay có cà phê giải khát rồi ở đây thì người ta đang xây dựng anh quý cô chú anh chị đó. Các cái ngôi nhà biệt thự. Ồ, ở đây có cái vàng bông cái này gọi là bông hoa hồng dại này. Đó, màu rất là đẹp luôn. Ở đây cũng có cái đường chúng ta đi vào một cái xóm nhỏ nhỏ này. Dạ em đi tiếp tục đi đường xuống đường An Bình. Ở đây thì chúng ta ngó lên thì thấy cáp treo ở khu vực cáp treo của Đa Tân La.
khu cáp treo đó đèo Brent đó. Dạ bây giờ em sẽ đi tiếp, đi ngang qua cái nhà, đây là cái quán cà phê này quý cô chú anh chị, khách sạn và cà phê luôn. Ôi con dốc cao quá. Ồ, trước mặt có cái cây ổi này quý cô chú anh chị, trái không là trái luôn à. Đó, ổi này ổi sim, trái nhỏ thôi nhưng mà rất là nhiều luôn. Dạ, ở phía trước đây là có một cái cơ sở lưu trú du lịch và một cái nhà hàng coffee và shop. Đó, ở trên họ gắn cái rễ cây ở lên trên này. Dạ. Ồ, hết sức là độc đáo luôn. Dạ, em đang ở số 70 đường An Bình nè. Ở ngôi nhà này đẹp quá trời trời luôn quý cô chú anh chị. Dạ chúng ta đi tiếp thôi. Ở đoạn này thì có cái nhà, có cái nóc nhà thì họ làm những cái gốc cây lũa rất là đẹp. Dạ ở đây có cái nhà biệt thự sơn màu xanh này, ở ngoài thì là tôn rồi. Đó, không biết có quý cô chú anh chị nào các bạn nào nhận ra không ạ? À? Dạ. Con này dạo này thay đổi rất là nhiều. Đó, ở trên kia thì có nguyên cái dãy chung cư. Dạ, villa rất là nhiều quý cô chú anh chị. Dạ. Đó là một số cái hình ảnh về con đường An Bình ha quý cô chú anh chị ha. Dạ, ngày hôm nay thì bên này thì quý cô chú anh chị và các bạn để ý nè, các cái nhà biệt thự rất là lớn mà được mọc lên. Đó, đây là cái khách sạn số 81 đường An Bình. Dạ. Dạ ở đây nữa nè. Dạ số 79, số cũ là 70. 70 đường An Bình. Dạ bên cạnh đó thì cũng còn những cái nhà như là những cái nhà này nè. Đó. Đó, còn rất là cũ xưa rồi quý cô chú anh chị ha. Đó, hôm nay thì Đà Lạt ngày 16 tháng 9 năm 2020 thôi. Dạ và bây giờ là cũng 11 giờ trưa rồi nên là hôm nay thì trời nó hầm quý cô chú anh chị. Cũng âm mưu vậy đó, chắc chiều nay sẽ có mưa, mưa sớm đó.
Dạ, ở đây có cái nhà đẹp quá trời luôn này quý cô chú anh chị. Đó, biệt thự bungalow cà phê sân vườn luôn này. Dạ, đi hết con đường này thì chúng ta sẽ đi về con đường Hà Huy Tập nhé, đường Bá Đa Lộc ngày xưa. Dạ. Dạ rồi, chúng ta cùng đi tiếp thôi. Dạ thì em vừa mới ghi hình ở một trong những cái cầu ở An Bình, đó là cầu Ông Trọng. Dạ bây giờ em sẽ đi tiếp đường An Bình ha, phường 3 thành phố Đà Lạt. Dạ thì con đường này thì chúng ta đi lên đường Hà Huy Tập. Hà Huy Tập rồi chúng ta ra đường Trần Phú, đường Dạ Xin, Bá Đa Lộc. Ở trước thì em có thực hiện cái clip ở con đường Bá Đa Lộc này rồi, nhưng mà do có nhiều cô chú anh chị và các bạn yêu cầu em quay lại cái căn hẻm số 36 để cập nhật tình hình Đà Lạt ngày hôm nay, thì muốn tiện em chia sẻ lại con đường An Bình luôn. Dạ, ở đây mới mở cái homestay đó. Ở bên này quang cảnh rất là đẹp luôn quý cô chú anh chị. Ở bên kia thì chúng ta thấy quán cà phê Gold Đà Lạt nằm trên con đường Đống Đa đó. Phía trên đó là con đường Đống Đa. Dạ, quán cà phê Gold Đà Lạt rất là nổi tiếng. Có một cái sân thượng cho chúng ta ngắm view ở phía trên. Đó, quý cô chú anh chị và các bạn thấy không? Ở dưới này thì có những cái cây hồng này. Đó, bữa nay tháng 8 rồi, cho nên là mùa hồng nở rộ rồi. Hoa nở rộ luôn, trái quá trời là trái luôn rồi. Dạ, một vài cái hình ảnh ở khu An Bình. Dạ, bên kia thì quý cô chú anh chị và các bạn thấy cái tháp đó là tháp Vinh 2. Dạ. Trời hôm nay âm u quá, xe lạnh, khí hậu chuẩn bị có một cái cơn bão chuẩn bị về, cho nên là Đà Lạt ngày hôm nay thì cũng khí hậu cũng xe lạnh, có gió mùa. Tuy là buổi trưa rồi cho nên là hôm nay thì nhiệt độ ở ngoài trời thì 23, 24 độ. Thưa quý cô chú anh chị và các bạn. Dạ. Dạ, đây là cái cổng chào đường An Bình ha. Chúng ta đi vào khu An Bình. Dạ, bên này thì chúng ta đi có con đường đi vào đi lên đường Đống Đa. Dạ. Dạ, tới đây thì em cũng xin được
kết thúc cái video clip của em ngày hôm nay, và kính chúc cho quý cô chú anh chị và các bạn có thật nhiều sức khỏe, luôn luôn bình an trong cuộc sống nha.